quay trở lại kênh YouTube JK Audio Minh Số nhá. Vâng, hôm nay bên em rất là vui nhận được đơn của anh Phúc Đình Trung. Vâng, cái tên họ của anh cũng khá là Trung Quốc đấy ạ. Vâng, anh số điện thoại là 0399 3 số cuối là 59. Vâng, số thì cũng khá là đẹp. Vâng, anh ở xóm 4, thôn Lê Xá, xã Đại Bản, huyện An Dương, Hải Phòng. Và sau khi anh có xem kênh YouTube và anh đặt bên JK một cái xúc Martin 340 và bên em có tặng kèm anh 3 mét dây. Vâng, trước tiên em thay mặt công ty JK Audio Minh Số để cảm ơn anh Phúc Đình Trung nhá. Vâng, thì đây là cái xúc Martin bên em đã bỏ sẵn để bên em test cho anh nè trước khi gửi. Vâng, JK Audio Minh Số thì luôn luôn quay video về những khách hàng đặt hàng để test sản phẩm. Trước khi test cho sản phẩm từng bác khách hàng thì bên em cũng test rất là kỹ cho đưa vào phòng kỹ thuật, sau đó bên em mới quay video ổn định, bên em mới quay video để cho các bác trải nghiệm cái sản phẩm mình đã đặt ạ. Xúc 340 đây, xúc bát hầm anh nhá, sơn đen rất là lì và khỏe. Vâng, thì trước có hai lỗ thông hơi này, một lỗ được bọc bằng sắt rất là chắc chắn ạ. Vâng, phía trên có một cái giá, cái lỗ để treo giá của loa phun ạ. Vâng, có tiếng kéo kẹt của băng dính nhân viên nhà em đang đóng hàng để đi xa đấy ạ. Vâng, không như không sao, cái trầm của chúng ta vẫn hoạt động tốt anh Trung nhá. Vâng, hai bên tay này có hai cái tay cầm rất là khỏe khoắn, cái con này nó cũng phải tầm 40 cân đấy ạ, rất là nặng. Vâng, okay, chúng ta quay trở lại phía sau của cái xúc Martin 340 đi ạ. Vâng anh Trung nhé, đây là xúc Martin 340 này, M1800 này. Vâng, sau khi bên em có test kiểm tra thì bên em có dán tem bảo hành của công ty anh nhé, JK Audio Minh Số đi ạ. Vâng, em đang test trực tiếp với tín hiệu đấy ạ. Vâng, 340 đánh rất là lực. Vâng, đây thì kết nối bên rất nhiều hình thức kết nối nhé, anh có thể đấu bằng cái jack AV từ đằng sau âm ly ra cũng được, hoặc từ đằng sau vang. Nhưng anh có âm đi thì em cũng hướng dẫn anh là đấu bằng cầu đỏ đen này của súp nhanh nhá. Anh cứ đấu thêm một cái đầu đỏ đen của âm đi nữa là chạy được ạ. Vâng, rất là dễ. Vâng, sau đây em tắt tiếng trầm của anh đi một chút xíu nhá, để anh phân biệt được nhạc có trầm và không có trầm nhá. Em tắt đi đấy ạ. Vâng, nghe rất là khô và khó chịu. Vâng, anh sẽ phân biệt được là có trầm nhé. Em bật quá trầm của anh lên này. Rất là lực luôn anh ạ. Đấy, rất là chắc. Vâng, tiếng trầm nó phải tròn gọn, nó không bị bẹt như các dòng chân đổi trên thị trường hiện nay rất là nhiều. Nhiều bác mua về mà là các bác vẫn đi luôn đấy ạ, vì là nghe rất là khó chịu và đau đầu. Vâng, trầm bên em là trầm Trung Quốc loại 1 luôn các bác ạ. Vâng, đây là em test trực tiếp cho anh Khúc Đình Trung luôn. Vâng, trầm của anh đang hoạt động hình nhá, khá là hay luôn. Đây là volume cho nhỏ, cái lúm LVF này anh cứ để nguyên nhé. Anh vặn hết về phía tay trái, còn cái volume anh nghe nhạc to bao nhiêu nó phù hợp với cả cái bản nhạc anh đang nghe cơ. Vâng, đây là em test vừa phải thôi. Đấy, mà đã lực như thế này rồi, nghe hết công suất thì đánh tung nhà luôn anh ạ. Vâng, chúng ta lại quay về phía đằng trước nhé. Vâng, khá là lì. Vâng, nhân viên nhà em rất là nhiệt tình nhá. Vâng anh Trung nhá, thì cái suất này của anh hoạt động rất tốt anh ạ. Vâng, rất là hoàn hảo. Thì sau đây em xin phép được bỏ ra và đóng thùng hàng gửi cho anh rất là cẩn thận. Vâng, trước tiên em thay mặt công ty JK Audio Minh Số cảm ơn anh nhá. Vâng, và sau cùng thì em chúc anh Khúc Đình Trung và gia đình đón năm mới luôn luôn gặp nhiều may mắn ạ. Vâng, sức khỏe dồi dào. Vâng, cũng sắp chuẩn bị đón năm mới rồi, hôm nay 29 tháng 12 rồi ạ. Vâng, tất cả thế giới cùng đón Tết Tây đi ạ. Vâng, anh Trung nhá, sản phẩm của anh bên em sẽ được bỏ ra và đóng thùng hàng gửi cho anh đi ạ. Vâng, khá là to và chắc chắn. Đây, 40 cân này anh ạ. Vâng, chúc đại gia đình mình năm mới gặp nhiều may mắn anh nhá. Vâng, JK Audio Minh Số thì hôm nay rất là nhiều hàng đấy ạ, đang vận chuyển xe cho các bác ra bưu điện đấy ạ.